Bắt đầu. 50k. 100k. 150k rồi. Tới kiệt vô. Trời ơi, con quẩy yếu hơi quá. Rồi, coi anh Kiệt hỏi nè. Đưa cái càm kìa, đụng vô đó. Bắt đầu. Hồi tối có đi đâu không? Không còn miếng hơi nào cho con đợi. Trời, cái đèn cày sát bên lỗi không tắt luôn cái dạ. Tới phòng vô. Phòng vô em. À, chuẩn bị nè. Kéo một hơi dài nha. Bắt đầu. Hồi tối hai thằng nãy đi chơi chung nè cả nhà. Nó đi đâu trời? Hả? À, tối đi đâu à? Nói với khán giả biết coi. Ờ, trời kiếp này không xong rồi, không xong. Nhí vô em. Con 17 bé gãy xương trâu nè. Xích qua đây. Xích qua đây. Ừ. Từ từ nha. Bắt đầu. Trời trời, gió thổi tắt luôn. Rồi, 50k. Hay. 2 cây luôn. Rồi, tới 2 mức cao nhất nè. Ở đây. 500k. Giữ mày. Cây cuối cùng. Giữ đi. Trời ơi, trời ơi, chút xíu nữa à. Chịu rồi. Vậy là thằng Nhí nó được 850k cả nhà ơi. Rồi, chiến này thằng Nhí chiến thắng nha. Ồ, lâu lâu thằng Nhí được chiến thắng cả nhà ơi. Còn hai ông nội đi đi đâu trời? Ok, bây giờ mình sẽ trao thưởng nha cả nhà ơi. Thằng Nhí được 850k. Chúc mừng em. Cậu Bảy được 150k. Rồi còn hai cốt này không có cách nào luôn. Thôi tặng đi, tặng tiếp tục đi. Tặng gì? Ok, thử luôn. Khuyến khích. Tối nay đi uống cà phê đó đi. Một người luôn. Một người là 50k chia hai à. Ok, video đến đây mình cũng xin được kết thúc cả nhà ơi. Hẹn cả nhà vào một video trò chơi mới lạ lần sau nha. Bye bye.